Đây là căn phòng mà rất ít người biết, đây là căn phòng mà để heo của mình. Thì nhân dịp mà mình mới về một số cái con Bramble hay biết đối xứng, thì mình đã phát hiện ra lúc mà mình vệ sinh mấy con heo á, mình đã phát hiện ra một cái điểm cực kỳ đặc biệt của một số con heo Bramble hay biết đối xứng mà hàng tháo xe nha, hàng tháo xe zin tháo ra, nó có một cái điểm nó khác biệt lạ kỳ với lại những cái con heo trước đây, và nó cũng khác biệt hẳn với lại những con heo mà người ta hay bán mới ở ngoài. Rồi thì đầu tiên đây, trên tay mình đang cầm là một con heo Bramble hai bít tông đối xứng logo lớn. Thì như các bạn đã biết, trên thị trường hiện nay thì heo bít tông hai bít đối xứng logo lớn này nó có rất là nhiều biến thể, nào là biến thể có con mặt sao này phay rồi chữ đỏ, rồi logo lớn logo nhỏ, rồi màu titan, màu đen hay màu gì. Thì giá thì nó có rất là nhiều loại, từ 2 triệu hơn, 3 triệu hơn các kiểu. Nhưng mà nhiều người sẽ phân vân vì sao có sự chênh lệch giá cả, và vì sao lại có những cái con heo mà bán mới nhưng mà trên xe thì lại không có. Ừ thì chẳng hạn như một cái con mà nhiều người rất là thắc mắc, đó là con heo Bramble hay biết đối xứng mà mặt sao nó phay và có logo đỏ. Thì nói thẳng luôn, tới giờ phút này mình cũng không thể nào mình chứng minh được nó là con heo không chính hãng. Nhưng mà chỉ có một cái mình cực kỳ thắc mắc, mình rất là thắc mắc, vì sao Bramble chính hãng thì không có bán cái mẫu đó, mà vì sao không có một cái chiếc xe zin nào của các hãng xe gắn cái mẫu đó. Tại vì thường đa phần là những con heo dòng loại này nó chỉ là heo zin gắn theo xe thôi, chứ còn mà hàng bán đồ chơi thì mình chưa thấy chính hãng Bramble trên trang web nó có. Thì không biết là mình có bị sơ suất hay gì không, nhưng mà mình thấy nó rất là lạ. Thì sẵn mình lấy được con heo này về, khi mà mình tháo về á, thì mình thấy một điểm khác biệt với lại những con heo khác, đó là chính là cái phía trong cái bít tông của cái con heo mà mình mua về á, nó có một cái chụp nhựa nó bịt cái bít tông lại. Đây, đây cái camera mình có thể tiến lại gần nè. Đó thì các bạn có thể thấy, chú ý ha, đó phía bên trong cái mặt bố nó là một cái mặt nhựa để nó chụp bên trong trái bít tông, hai bên nó đều có đó, các bạn có thể nhìn thấy hai bên nó đều có hết. Thì theo như mình thấy á, không hẳn 100% heo tháo xe logo lớn đều có cái chụp bít tông đó, mà chỉ một vài con ở một cái số hãng thì nó có cái đó. Chẳng hạn như đây là con heo của hãng Aprilia RV4 hay là mấy con Aprilia Tuono các dòng, thì nó có những cái chụp trong đó. Còn có những cái xe mà chẳng hạn những con Ducati hay là gì logo nhỏ hay gì á thì nó lại hoàn toàn không có. Đấy. Chẳng hạn như ví dụ như một con này đây, một con này cũng là logo lớn của Ducati 1199 tháo ra, nhưng mà bên trong nó lại không có cái chụp nhựa, bên trong nó chỉ là một hoàn toàn trống rỗng, còn cái bít tông rỗng thôi. Thì toàn bộ đa phần heo nó sẽ có cái bít tông rỗng như thế, nhưng mà có một số hãng nó sẽ đặt, tại vì có thể là khi mà nó đặt hãng á là thiết kế thêm cái chụp bên trong cái bít tông đó. Để làm chi, theo như mình thấy á, thì cái tác dụng đầu tiên của nó sẽ là tránh bụi bặm chui vào bên trong trái bít tông và tránh đọng nước nữa. Nhiều khi mà nói chẳng hạn như khi mình đi chạy dơ, nước mưa bụi vô mà nó đọng phía trong cái trái bít tông đi, thì trái bít tông nó không phải bằng sắt nên nó không sẽ rỉ sét, nhưng cái quan trọng nhất đó là những cái hạt bụi, những cái dơ chúng ta đó nó sẽ tích trữ trong đó, nó sẽ gây nặng nè, rồi nó bám lên bề mặt, rồi khi nó nóng nó sẽ bắt đầu nó biến chất, nó sẽ thay đổi. Thì khi mà nó thay đổi thì có phải là nó sẽ tạo ra rất là nhiều phản ứng, chưa kể cái bố sắt, bố mà bố thắng của bạn á, thì cái phần mà bố á thì nó là bằng sắt, nên cỡ nào khi mà dung dịch mà kèm với lại những cái nước rồi những cái bụi bặm trong đó, nó sẽ thành biến chất, nó sẽ làm rỉ sét cái mặt bố. Chẳng hạn như đây là một cái mặt bố mà đã bị rỉ sét do nước ăn xung quanh đó. Rỉ sét mặt sao bố thắng đều là bằng sắt, vì thế nên nó sẽ thiết kế thêm cái phần chụp đó để mà cho tránh nước. Chỉ có thể khẳng định rằng cái heo mà những cái dòng mà tháo xe thì bảo đảm 100% là chính hãng rồi. Hiện giờ nó hay có bị có đánh lận cái con đen nó vậy nè. Chẳng hạn như mình đây mình bán là một cái con heo chính hãng tháo xe từ nước ngoài về, thì người khác cũng đăng lên nói là cũng là hàng tháo xe, nhưng mà làm sao bạn biết được nó đúng là tháo xe của nước ngoài hay không?
hay chỉ đơn thuần là của một xe khác ở Việt Nam mua heo mới về gắn xe lướt thì lại kêu là hàng tháo xe đó. Cái đó là một cái sự khó mà nhận định được, bạn không cách nào biết, nhưng mà chỉ có một người duy nhất biết, đó là người bán biết thôi. Mà dĩ nhiên người bán biết thì nó lại còn phải tùy vào độ, gọi là nó gọi là cái gì ta, uy tín trên thị trường. Chẳng hạn như mình á, heo mới đó mình bán mình có thể lấy số lượng nhiều, mình bán cái gì ở ngoài người ta bán ra rả mà nó chào mời mình nhiều, nhưng mà mình không bao giờ mình bán, thì mình thật sự mình nói tới bây giờ mình cũng không có kiến thức về những dòng ngoài đó, rất là sợ lỡ mai mà có chuyện gì với những con heo đó mà trên những chiếc xe mà nó gây ra nguy hiểm hay gì đó thì mình mất đi danh tiếng đó, mình thôi thà quyết định là không bán còn hơn. Thà săn những con này lâu lâu mới được vài con thôi chứ không được nhiều. Chẳng hạn như đây mình 1 tháng trời mình săn mà chỉ được có 2 con heo logo lớn, rồi 1 con logo nhỏ màu đen, 2 con logo nhỏ màu bạc, với lại 1 con logo nhỏ màu vàng, rồi đó hết rồi đó, chỉ có nhiêu đó thôi chứ không được nhiều. Bởi vậy nên khi mà các bạn mua heo các bạn phải phân biệt rõ, thứ nhất là mình chúng ta phải kiếm người bán uy tín, phải nói rõ là tháo xe từ nước ngoài về hay là tháo xe những cái xe mà người ta chơi sử dụng rồi người ta tháo ra bán, khác nhau hoàn toàn. Tháo tháo từ trên xe đúng chính hãng xuống nó sẽ khác với lại tháo những cái xe mà người ta mua trôi nổi ngoài người ta bán, sao mình biết được đúng không? Rồi thì ngoài cái chuyện con heo hai bít đó đi thì mình một cái phát hiện mới đó thì bắt đầu mình cũng vừa mới về một lô mới để khoe cho mọi người xem ha. Đây mẫu mới nhất của H Bramble bởi kỹ sư hãm nè, đây là con heo Tokiko Monoblock, nó nguyên một khói luôn, nguyên một khói 100% đúc nguyên khói đó. Sau khi về bắt đầu mới đem phay cái mặt này lên logo Bramble với chữ Bramble. Thì khi mà phay xong như thế này rồi thì chúng ta sẽ có nhiều sự lựa chọn để mà sơn màu nó. Chẳng hạn như mình có thể sơn màu đen rồi lên chữ đỏ, hoặc là mình sơn màu đỏ, các kiểu màu tùy thích. Còn ai mà thích màu zin thì nó như thế này. Đây là một con heo zin đây. Còn đây là một con heo đã phay chữ logo. Đó, nó chỉ khác biệt nhau như thế thôi. Và giá nó cũng không khác biệt nhau nhiều. Một con heo phay thì nó chỉ mắc hơn 500 ngàn so với một con heo mà chưa phay. Rồi à, ngoài ra để khoe thêm cho bạn mấy con heo nữa nè, mấy con heo Bramble M50. Dòng M50 này hiện giờ tới bây giờ vẫn đang rất là hiếm. Và theo như mình thấy chữ bê tông của dòng M50 Ducati này nó vẫn không có chập nha, không có chập nè. Còn bắt đầu tới dòng BMW S1000. BMW S1000 này heo nó cũng không có chập bên trong. Bữa nay mình cũng có nhớ là mình đã nhìn thấy mang máng một con heo nào đó mà nó có cái chập bên trong rồi. À đây chắc có thể là dòng nào, đây không phải, mấy con đó không phải, không nhớ rõ lắm. À thấy tụ bên đây có khi là tụ bên đây. À, trong đây thì mấy con heo Niken, để mình xem coi bản Niken bản đua luôn ha, cũng không có chập bụi bên trong, nó là heo tháo. Rồi chẳng hạn như mấy con M40 của Ducati 1098 cũng không hề có cái chập luôn. Vậy là chỉ có mình mới phát hiện là chỉ mới có cái dòng Bramble hai bít đối xứng đó thôi. Để mình thử coi, mình nhớ là bữa nay mình đã thấy cái gì đó nó không có chập, nó có chập chết lọt con heo 4 bít nào đó. Này là một con Bramble Ducati, này là một con Bramble 4 bít của Suzuki ZX. Rồi vậy là hết, vậy là mình đã bỏ sót một điều gì đó rồi. Ok, như vậy là theo như mình thấy thì mình chỉ mới phát hiện ra là trên cái con heo của Bramble hai bít đối xứng là nó có cái chụp bê tông đó thôi. Còn bây giờ mình để thử mình xem một con heo khác của một hãng khác, Formula coi. Đây đây là con heo mini Formula, cái này mình sưu tầm thôi, sưu tầm chơi. Mấy bạn có thể thấy là cái bê tông của nó bể tùm lum hết luôn. Nhiều người sẽ hỏi bê tông bằng cái gì mà sao nó bể tùm lum hết vậy. Nó bằng nhựa bê tông của những con heo KTM Zin của Formula, nó sẽ bằng nhựa. Nhiều người sẽ hỏi là vì sao nó bằng nhựa, tại vì theo như tôi nghĩ thì đầu tiên là nó sẽ là nhẹ, cái thứ hai nữa nó sẽ không bị rỉ sét, tại vì những con cào cào mà lúc nào nó chẳng đi trong sình bùn nhiều thì cho dù là inox đi vẫn có thể bám dơ bám sình và nó vẫn nổ bình thường,
thì nó vẫn nổ nha, nổ cái lớp xi vỏ ở ngoài vẫn nổ bình thường, như phục mà thấy để lâu nó vẫn nổ bình thường chứ không phải là không nổ nha. Vì thế nó có thể là những cái con KTM này nó quyết định là nó xài những cái dòng piston bằng nhựa rồi.